Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2020, nhà vườn em lại lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp của nhà em. Hôm nay nhà em có rất nhiều những mặt hàng, phi điệp số số của Phú Thọ là thì ám hòa bình, là thì bầu hà tráng này, nô ruột của hòa bình này, đó dòng mít thân thú F25 này, và phi điệp đắc lây này, ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ này. Trước khi em đi vào chi tiết từng đơn hàng thì cũng kính mong các bác là cố gắng lắng nghe, vì nhà em thì cũng gần với nhà văn hóa cho nên là có cái loa nó hơi ồn, thì mong các bác thông cảm, chú ý lắng nghe chúng em. Em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em sẽ đi vào chi tiết từng đơn hàng. Thì đơn hàng thứ nhất là đơn hàng em, là đơn hàng này, đơn này em đánh hình số 0 này, hình số 0 em chỉ ghi là phi điệp Phú Thọ, nhưng cái này là em không cung cấp mặt bông, người ta bảo là mít ám Phú Thọ đây. Thế nhưng mà em nhìn em mua theo thân lá rồi, cái bản lá nó gần rất là đẹp đó, em không dám bán mặt hoa thì cái mặt hàng này là cũng không cung cấp mặt bông, như người ta nói là hàng ám của người ta. Thế nhưng mà em không có mặt bông cho nên là em cũng không dám bán mặt hoa. Hai, một cái thân này đã dài được 2, 4, 6 gần 80 cm rồi đó, một cái thân này gần 80 cm rồi, rất là đẹp. Và một thân này khoảng 2, 4 tầm 43 cm đó, đó là tổng thể cả một chậu đó. Mặt bông em không cung cấp được, người ta chỉ ghi là mít ám hòa bình, mít ám Phú Thọ, xin lỗi các bác, mít ám của Phú Thọ. Thế nhưng mà em không cung cấp mặt bông vì người ta cũng không chụp lại, không lấy ra được, nên là em không cung cấp được, thì em chỉ bán theo là phi điệp Phú Thọ. Em mua vùng miền ở bên Phú Thọ thì em ghi Phú Thọ là 800.000 cho một cái chậu này đó. Và nếu mà số ra bông ám hay bông gì thì các bác hướng nhá. Đó, 800.000 cho một chậu này. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 2. Hình số 1 này. Hình số 1 là hôm đó là em sưu tầm được một số phi ám mắt châu thân thú bán đá mít của nhà anh Cường của em. Em chỉ còn duy nhất mỗi một cái kỳ này. Đó, kỳ này hôm nọ là hình số 8 còn lại. Còn duy nhất mỗi một kỳ này. Bảo hành cho các bác chuẩn khuôn bông này. Đó, đây là khuôn bông của nhà anh Khương Nguyễn. Đó, sau khi em mua thì bác cung cấp cho em là chuẩn khuôn hoa này. Và năm ngoái em cũng đã đến nhà anh ấy. Em nhìn được trực tiếp. Và bác nào muốn lấy cái hình giao dịch của em thì xem lại ngày hôm vừa rồi em đăng trên Zalo của em, là số điện thoại của em 0972 197255, Zalo của em Nguyễn Mạnh Hùng. Thì hôm em đã giao dịch gồm có 9 kỳ thì em bán rồi, bán hết rồi, còn duy nhất chỉ còn một kỳ đó là ám mắt châu, ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ trên bán lá mít của nhà anh Khương Nguyễn. Đó, em để với giá là 650.000 cho kỳ này. Đó, đây còn duy nhất một kỳ thôi. Đó, và em chuyển sang hình số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 là chậu này ở nhà em, cũng là ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ, nhưng không phải là phiên bản lá mít. Em phải nói luôn là không phải là phiên bản lá mít. Đây là khuôn hoa của ám mắt châu lưng xanh của nhà em. Đó, chậu này ở nhà em lâu rồi, trước em chia sẻ một số kỳ đây rồi. Đó, thì hôm nay các cái kỳ đã có giá, em chia sẻ tiếp. Đây, soi đây. Soi vào tận gốc. Em bán hàng thực tế chứ không như người ta dâu nó cắm cằm vào kia là không có được. Bán hàng còn phải lâu dài. Các bác nhá, chứ còn thì có nhiều chỗ bán ám mắt châu lưng xanh chỉ có 200 tới 250 thôi. Thế nhưng thực ra là cái hàng đấy thì không có. Đó, cho nên là em bán hàng thì viết giấy bảo hành cho các bác. Cho các bác yên tâm về nguồn giống, con chuẩn giống nhà em này. Đó. Cái này đá cũng rẻ, em mới cho rêu vào để cho nó bám rẻ mà. Em chia sẻ kỳ số 2 này, là một kỳ ám mắt châu lưng xanh này.
đá có rễ này, rễ trắng này này, rễ rất là khỏe này. 450.000. 450.000. Em chia sẻ tiếp kỳ số 3 này. Đã có rễ này, rất là nhiều rễ rồi. Đó. Rễ rất là trắng này, rất khỏe này. Đó, các bác nhìn thấy rễ chưa? Đó. Kỳ này lớn hơn, 550.000. Còn những cái mắt này thì lại em lên được cái nào thì em làm sau này. Em chia sẻ kỳ số 3 này. Kỳ số 3 này, à số 4 này, xin lỗi các bác. Kỳ số 4 này là 500.000 này. Báo cáo bác, nếu bác là cây sành nhìn thân lá biết là thân lá mắt trâu. Em bỏ cái này đi cho các bác nhìn thấy rễ nhá. Đó, đây rễ đây. Đó. 500.000 này. Em chia sẻ kỳ tiếp theo này. Kỳ này là một kỳ này, đã có rễ này. Và một kỳ nhỏ nó không có rễ. Thì vậy em tính chỉ có 400.000. Đó, 400.000. Em chia sẻ kỳ tiếp theo này. Kỳ tiếp theo này là có một kỳ đã có rễ. Còn cái phần này còn mới bắt ngủ nhưng mà cái thân nó nhỏ thì em không tính. Làm lên kỳ được thì làm, không làm được thì các bác về các bác sử dụng. Em bán theo kỳ của em thôi. Vặt bó lái thì rễ đóng hàng. Đó. Cũng là 400.000 cho hình số 7. Đó, 400.000 cho hình số 7. Và sau đây em chia sẻ tiếp là hình số 8 này. Hình số 8 thì cái kỳ này nó là cái kỳ 52 ở dưới gốc. Thì em sẽ cắt cái phần dưới này. Đó, em cắt phần dưới này, nó đã có rễ rồi. Đó. Đây. Hình số 8 này. Kỳ rễ trắng toát này, rất là khỏe này. 400.000. Cho hình số 8 đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 9 này. Hình số 9 này nhà em là mặt hàng này, mặt hàng đắc lây. Cây này là em lấy từ miền Nam ra nhé các bác nhé. Như năm ngoái là em là nó có mấy thân ở đây này, nó mấy thân, nhưng mà cũng báo cáo các bác là mặt hàng này là do em mà chồng em không để ý nên là cái chậu này giá thế rất là nhiều xin. Thế khi nó lên thì nó ăn hết mầm gốc, cho nên em đã cắt hết rồi. Cắt hết em lấy em ươm tới đây và một số cái kia nó còn duy nhất có mỗi cái thân này là em để lại để chờ lấy bông, thì bây giờ nó ra cái bông này. Đó, nó ra bông này, bông rất tươi rất đẹp. Đó, mặt hoa này, cái này em bán cả thân cho các bác và nó rất là nhiều kỳ. Cái này nó này kỳ trên này rễ trắng toát này, là một cái kỳ này nó chỉ được khoảng 15 cm này và rất nhiều kỳ này. Bởi vì kỳ này kỳ tự nhiên các bác nhá. Rất là nhiều kỳ và rất nhiều mắt đằng này này. Đó, đây. Đó, thì em bán nguyên cả một cái thân này. Nguyên cả một thân cho các bác về. Nhưng báo các bác là mặt hàng này em không thể gửi được cả chậu được. Thì em bán giá rất là rẻ, có 600.000. Vì vậy thì em không thể gửi được cả chậu, em sẽ tách cái thân ra nhá. 600.000 cho hình số 9. Là tổng thể cả một cái thân hoa này và kèm theo kỳ. Đó. Và các bác nào mà muốn thích cái mặt bông này thì lại vào Zalo của em sẽ gửi các cái thân em ươm kỳ này. Đó, mặt bông này. Cánh sen rất là đẹp. Đó, rất đẹp các bạn. Thân thú này rất là to, không phải là nhỏ. Cái gốc này rất là nhỏ nhưng mà cái đầu rất là to. Mà thân đây là đã quắt rồi các bác nhé. Khi nó ra hoa nó top, nó rút hết nước là đã quắt. Rất đẹp. Đó, đây em ươm này, nó này tất đây. Đó. Cái này để bác vào Zalo em gửi chụp hình rồi gửi. Em không đánh giá cái này nếu bác nào thích mặt bông này. Đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 thì báo cáo các bác là mặt hàng này là mít F25. Thân thú F25 rất là to. Cái này hôm trước cây này còn nguyên một cây này. Hôm trước cây này là hình số 16. Và tiếp tục em và nhiều người ta thì em chỉ sưu tầm được mấy cái kỳ này. Mấy cái kỳ này em về em chia sẻ tiếp này. Đó, em cũng nài mãi người ta để cho thì chỉ được có mấy kỳ thôi. Và những cái các mắt người ta cắt lại của em này. Nó cắt lại nó không cho, nó tiếc nó không cho.
Nó tính cả mắt ngủ thì em không thể mua mắt ngủ về em mua không còn giá bán cho các bác nữa, cho nên là em không dám mua đó. Thế này chuẩn giống, chuẩn con giống cho các bác, rất là đẹp đó. Rồi sau đây em chia lại là hình số 10, là một kỳ này, một kỳ này. Đây là cái con nó đi nhỏ ra này, nó đi sớm hơn, xong rồi sau đó lại ra mầm tiếp theo này. Đó, hình số 10, 350.000, 350.000 cho hình số 10 đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 11. Hình số 11 là một kỳ đó, bộ rễ rất là khỏe đó. 200.000, 200.000 cho hình số 11 đó. Thân thú rất là to. Đây là đã nuôi kia, nuôi con rồi mà cái khúc nó còn rất là to. Và sau đây em chuyển sang hình số 12, cũng là một kỳ, một kỳ bộ rễ rất là khỏe, rất là khỏe này. Đó, lát em bôi keo lại cho các bác. Và nó còn một mắt nhưng chả biết nó có lên được không, em không tính mắt được. Đó, 200.000 cho hình số 12. Và sau đây em chuyển sang hình số 13. Hình số 13 là 200.000 cho hình số 13. Và sau đây em chuyển sang hình số 14. Hình số 14 thì cái này em có 3, nó một khúc là nó 3 kỳ gần nhau, cho nên em để tất cả 3 kỳ, 3 kỳ đáng ra là 600.000. Thế nhưng mà em ưu tiên bác nào lấy cả 3 kỳ này 550.000 đó, về ghép vào một khúc thì rất là đẹp. Thì nếu mà không em bán hết 3 kỳ này mấy kỳ 200 thì có thể bác lấy lìa thì em lại cắt tiếp vào Zalo, em lại cắt tiếp nhá. Như tạm thời là em bán là cái hình số 14 này 550.000 đó, là ưu tiên đó bác. Lấy 3 kỳ thì em coi là giảm tiền ship đó, còn em không còn giá bán nữa thì mặt hàng giá trị nào nó đi giá trị đấy, cười đấy các bác nhé. Sau đây em chuyển sang hình số 15. Hình số 15 là nhà em là mặt hàng nổ của Hòa Bình đó, thì em bán nguyên cả chậu. Nguyên cả chậu thì bao gồm có một ngọn này, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn, 6 ngọn. Cái ngọn này ngọn dài nhất đó. Thân lá rất là đẹp, rất là phê đó, rất là đẹp. Thân này đã dài được 2 này, 4 này, khoảng 60 cm rồi. Cái thân này 60 cm này, khoảng 60 cm này. Thân số 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. Tổng thể cả một rồi. Chậu này em bán với giá là 850.000 cho nù Hòa Bình đó. Thì sau đây em chuyển sang hình số 16 và 17. Hình số 16 và 17 thì có mặt hàng này là mặt hàng bầu Hà Tráng của nhà em. Cái chậu này em lên rất là nhiều lần rồi, và các bác cũng nắm được rồi, theo dõi lâu thì các bác theo dõi lâu các bác nắm được rồi, là mặt hàng bầu Hà Tráng. Đó, bầu Hà Tráng có nghĩa là cái chậu này trước đây là mua cái nick Facebook của Hà Tráng đấy. Thì phiên bản là phiên bản Lamit, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp các bác nhá, rất là khỏe, chậu rất là khỏe. Em có mấy cái chậu này, thế nhưng mà mấy cái này các bác rất là nhiều bác hỏi mặt hàng này, nhưng em không thể tách được, nó trộm tất là một gốc các bác. Đó, trộm tất một gốc, em không thể tài nào tách được. Nếu tách được ra em hỏng hết cả một chậu luôn, bởi vì là cái chậu này giá chị em mua rất là cao tiền. Đó, trước khi vào mặt hàng này em mà chỉ chia sẻ được 2 kg, em cũng cho các bác coi khuôn bông này, chuẩn hàng chuẩn giống cho các bác. Đó, chuẩn khuôn bông này. Và hôm cái chậu này không đăng video ngày bao nhiêu không nhớ à? Đó, ví dụ các bác nào muốn mua mà cần em cung cấp lại cái ngày mà em bán hoa chinh giò thì vào Zalo nhắn lại cho em cung cấp cho nhá. Đó, chuẩn hàng chuẩn giống cho các bác, bầu Hà Tráng chuẩn khuôn bông này cho các bác. Sau đây em sẽ cắt 2 kỳ này, chỉ chia sẻ là 2 kỳ, kia đã ra giấy cắt xuống dưới em ạ. Đó, đó, chỉ được có 2 kỳ, còn cái kỳ này thì nó rất là nhỏ, em bán không được bao tiền thì lại sẽ hẹn bác ở dịp khác này. Đó, cũng mong muốn các bác là sưu tầm được không cưới thì em mà nhiều trên like khác, chuẩn hàng chuẩn con giống, các bác yên tâm nhé. Đây là kỳ số 16 này. Đó, kỳ số 16, 200.000 đồng. Thực ra là nếu em phải mua về thì em không bán được cái giá này. Cái nhà mà em còn mua cái chậu này, chưa mua chậu này này, còn rất là nhiều.
Thế nhưng em không thể mua về thì mà chia sẻ được. Với giá 200.000 thì như em bán đó, không phải em nói em câu kéo lấy like của em làm gì, nhưng mà thực ra không thì không thể chia sẻ được đó. Em chia sẻ 200.000 đồng đó. Bán lá tròn cũng gần như là bán lá đồng xu rồi này. Đấy, như mặt hoa là khuôn hoa là có rồi đó. Em bán theo hoa, cái nào có hoa em bán hoa 200.000 đồng cho hình số 16. Và sau đây em chuyển sang hình số 17, là một cái key tiếp theo này, là hai key em vừa cắt đó, 200.000 đồng. Còn nếu em không có thể bán như người ta, có thể nhờ trên like người ta bán một cái chậu này, người ta còn mua cây khác người ta cắm linh tinh vào, làm ăn thấy không được các bạn. Đấy. Sau đây em chuyển sang hình số 18, hình số 18 và hình số 19. Mặt hàng này em đã chia sẻ trước đây ngày bao nhiêu nhỉ, là mặt hàng ám hòa bình, ám hòa bình hay B24 giờ các bác nhé, chuẩn là B24 giờ, ám của hòa bình. Em mà lấy cái hôm ấy nè, đây chuẩn này, có cái cả giá thì cho các bác coi, đây là nguyên cả cái chậu này. Trước em đã chia sẻ rồi, chia sẻ rất nhiều rồi, nhưng mà em không còn kỳ nữa, vì em cắt gần như là cột hết rồi. Hôm nay còn hai kỳ thì em đã chia sẻ tiếp. À, thân lá thì đầu của nó đi rất là khỏe. Đó. Đây là cái video hôm quay lại này. Đó. Chuẩn hàng chuẩn giống các bác. Bay 24 giờ. Video hoa này. Đây, các bác coi đây thì cô đất nổ này, hoa này. Đó, chuẩn khuôn hoa này và chuẩn chậu cho các bác. Để sau đây em chỉ có 2 kg thôi, không có nhiều, mặt hàng này không có nhiều. Cho. Đặt đó. Đấy, cột sạch rồi các bác nhé. Thì cái kia này lớn này, nó lớn hơn này, rất là khỏe, nó đã ra rẻ. Thì nay với em có cơ hội đi chia sẻ này, 250.000 cho kia này. Đấy, khuôn hoa đó, 250.000. Em chia sẻ tiếp theo là kỳ số 2. Cái kỳ này nó ngắn hơn, giá nó khỏe. Chuẩn hàng chuẩn giống cho các bác. Mà còn đi lại hai mắt ngủ, nếu các bác nào kích được lên thì nó nhỏ hơn. Em để với giá 200.000. Đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 20. 20, 21, 22. Thì báo cáo các bác là ba cái chậu này là từ năm ngoái. Nên em có nghĩa là em những cái mà em đã bị bom và nó nhỏ em đi lại và em trồng lẫn lộn, em không nhớ được, không đánh dấu được đó. Thì em bán theo là số, em cũng không nhớ vùng miền hoặc là ám hay là cái gì em không biết, đại loại là như thế. Em không nhớ được cái hàng nào nữa, thì em ghi là số, gọi là phi điệp số, chuẩn phi điệp cho các bác, nhưng không có lẫn trầm hay là cái gì vào đây là được. Hình số 20 em bán cả chậu này, gồm có một thân này, hai thân này, 3, 4, 5 cái mầm, cái thì mầm gốc, cái thì kỳ nhé, đại loại thế. Thì em bán 300.000 đồng, 300.000 cho cả chậu. Đó, em chuyển sang hình số 21, gồm có một này, đây là kỳ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ôi đến mười mấy cái, nhưng nó nhỏ, to nhỏ lẫn lộn tất. Đó, 300.000 đồng cho cả chậu. Nhưng báo cáo là em không thể chuyển được cả chậu, vì có 300.000 mà em chuyển cả cái chậu này thì đúng là cái tiền ship có khi nó cao lên, các bác không lấy lại em mất. Thế cho nên là các bác thông cảm, bác nào mà chốt được thì em chuyển vào ống để cho nhẹ tiền ship các bác nhé. Xong rồi các bác trồng lại, vì giá thì em trồng chưa được ổn định lắm. Đó, 300.000 đồng, hình số 21. Em chuyển sang hình số 22, là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, cũng là mười mấy đầu. Khi này thì mầm gốc có lẫn lộn linh tinh rất. Đó, em bán số luôn, cũng là 300.000 đồng. Đó, thì cái hình số 22 cũng khép lại cái video của buổi sáng ngày hôm nay nha em. Cuối video cũng cho em gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể
các cô, các bác, chú, anh chị yêu lan trên toàn quốc. Một ngày mới vui vẻ, em chào tạm biệt các bác.